Thổ Nhĩ Kỳ đột kích sào huyệt nhà nước Hồi giáo. Một cuộc tấn công vào một sào huyệt của nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và chính phần tử chủ chiến thiệt mạng hôm nay, giữa lúc chính quyền đẩy mạnh nỗ lực chống lại các phần tử cực đoan đóng bên biên giới Syria. Cuộc chạm súng hôm nay xảy ra trong thành phố Diyarbakir, nơi có đa phần cư dân là người Kurd, khi cảnh sát đột kích vào nhiều căn hộ. Các giới chức an ninh cho hay có 4 cảnh sát bị thương và 3 phiến quân bị bắt giữ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quy lỗi nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Ankara trước đây trong tháng, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đang cho phân nửa trong số 4 triệu người tị nạn Syria tạm trú, những người đã ghi danh với Liên Hiệp Quốc sau khi chạy trốn khỏi Syria. Số người Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn gấp đôi tính từ thời điểm này năm ngoái, làm tăng thêm căng thẳng mà cuộc xung đột ở Syria gây ra cho các nước láng giềng. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua nhắc lại trọng tâm tiêu diệt mối đe dọa của khủng bố ở Syria. Ông nói rằng việc này sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân nước ông mong muốn để chấm dứt cuộc khủng hoảng khởi sự từ tháng 3 năm 2011. Ông Assad đã gặp một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác ở Damascus. Theo hãng tin Sana của nhà nước Syria, Tổng thống Assad đã nhấn mạnh rằng bài trừ các nhóm khủng bố sẽ giúp gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông Assad đang làm Tổng thống Syria nhiệm kỳ thứ 3 sau khi được bầu lên nắm quyền thêm 7 năm nữa từ năm ngoái. Cuộc bỏ phiếu đó chỉ được tổ chức tại các khu vực do nhà nước kiểm soát và bị phe đối lập tẩy chay. Trong cuộc bầu phiếu đó, ông Assad nhận được 89% số phiếu. Từ sau đó, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chiếm giữ các vùng rộng lớn ở miền đông Syria, trong đó có thủ đô trên thực tế của nhóm ở Raqqa. Trong tổng số 240.000 người chết vì xung đột ở Syria, có 30% thiệt mạng kể từ cuộc bỏ phiếu năm ngoái, trong khi Liên Hiệp Quốc ghi nhận có khoảng 1.3 triệu người tị nạn chạy khỏi Syria. Hơn 4 triệu người đã bỏ chạy kể từ khi khởi sự nội chiến.